xin chào mọi người, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ rẽ sang một cái chủ đề khác cũng liên quan đến phần da body. Và đây cũng là một cái chủ đề mà Thu thấy là các bạn tìm kiếm rất là nhiều ở trên mạng, ở trên Google cũng như là trên những cái diễn đàn làm đẹp. Đấy chính là làm sao để điều trị lỗ chân lông. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem là có những cái cách gì để điều trị những cái phần mà gây rất là mất thẩm mỹ trên da nhé. Thông thường ấy thì mọi người sẽ thấy phần viêm lỗ chân lông xuất hiện cực kỳ nhiều ở phần tay này, phần chân này và phần đùi. Và ở đây nó có rất là nhiều nguyên nhân này. Có thể là do mọi người sau khi mà đi trượt lông tại các thẩm mỹ viện hay là các spa clinic ấy, mà về lại không biết cách chăm sóc này thì sẽ rất dễ dẫn đến việc là lông bị mọc ngược. Và sẽ thấy là sờ thì sẽ thấy hơi gai gai tay đúng không? Và thứ hai đấy chính là cái độ sừng hóa trên da của mọi người quá nhiều và không được tẩy tế bào chết thường xuyên thì cũng dẫn đến tình trạng viêm lỗ chân lông. Và tình trạng thứ ba đấy chính là viêm lỗ chân lông do cơ địa. Ở cái trường hợp này thì mọi người sẽ thấy là trong một thời gian rất là dài, thậm chí là từ 10 đến 20 năm trong cuộc đời là mọi người đã thấy xuất hiện rất là nhiều những cái phần viêm lỗ chân lông ở tay hoặc là ở chân rồi. Và tất nhiên ở mỗi một trường hợp thì chúng ta sẽ có những cách giải quyết khác nhau. Tuy nhiên là với những ai mà bị viêm lỗ chân lông này, viêm năng lông do cơ địa thì chúng ta sẽ phải cần sự kiên trì hơn và thậm chí là sẽ phải đổi nhiều cách khác nhau để xử lý vấn đề này. Để nói về nguyên nhân thì có lẽ là rất là nhiều rồi và mọi người sẽ phải tự tìm hiểu cái nguyên nhân của mình là gì. Nếu mà là do trượt lông ấy thì mọi người phải để ý là từ những lần trượt lông sau ấy, thì mọi người về thì nhất là phải kiêng nước trong vòng 24 giờ và nếu mà có thì mọi người chỉ sử dụng nước lọc để vệ sinh thôi. Và đến ngày thứ hai thì mọi người mới sử dụng hóa mỹ phẩm để ví dụ như là tắm này hay là rửa tay này, rửa chân này. Và riêng cái phần mà mọi người vừa trượt lông xong ấy, ví dụ như là toàn thân body này hay là lông tay hay là lông chân thì mọi người nhớ để ý là chúng ta sẽ phải dùng kem dưỡng ẩm hoặc là sữa dưỡng ẩm nhé. Vì lúc đó là cái phần lỗ chân lông nó đã trở nên rất là yếu, rất là nhạy cảm rồi nên là cái phần chăm sóc cũng phải cầu kỳ hơn những ngày thường một chút. Còn với thứ hai là những ai mà mọi người để ý là với những tuần mà thậm chí là mồ hôi của mọi người ra rất là nhiều, tập thể dục rất là nhiều và thậm chí là nếu mà da mà hơi bị bở bở ra ấy, mà chúng ta có thể gọi là ghét ấy, thì lúc đấy mọi người phải để ý, lúc đấy là cái độ sừng hóa trên da của mọi người đã quá dày rồi và nhớ là phải sử dụng tẩy da chết thường xuyên nhé. Và trung bình ấy thì chúng ta sẽ sử dụng tẩy da chết từ 1 đến 2 lần một tuần và tùy theo mức độ của da. Nếu mà da của mọi người thuộc dạng da mỏng hơi nhạy cảm này thì chúng ta sẽ tẩy da chết nhẹ nhàng một tuần một lần thôi. Và nếu mà một tuần một lần mọi người thấy da vẫn cảm thấy là nhạy cảm hoặc là thấy hơi sót hay là hơi rát thì chúng ta sẽ chuyển sang là 2 tuần một lần. Và nói đến những người mà bị viêm năng lông do cơ địa thì chúng ta bắt buộc là sẽ phải sử dụng tẩy da chết hàng tuần và gần như là sẽ không được bỏ tuần nào. Bên cạnh đó thì khi mà nền da của những cái người mà đã bị viêm lỗ chân lông rồi thì mọi người thấy là rất là thô ráp. Chính vì thế mà bên cạnh mọi người tẩy da chết thường xuyên thì cũng nên cho mình một cái loại dưỡng ẩm vừa đủ. Vì nếu mà mọi người sử dụng cái loại dưỡng ẩm quá nhiều ấy, thì nó sẽ dẫn đến là tình trạng mụn ở trên cơ thể của mọi người nữa. Nên là cả ba trường hợp chúng ta đều nên lưu ý để chọn được loại cái kem dưỡng body cho phù hợp. Và hôm nay thì chúng ta sẽ xử lý phần viêm lỗ chân lông nếu mà chỉ đơn giản ấy, bằng cách tẩy da chết hoặc là dùng kem dưỡng body mà có thể hết được thì đó là những cái trường hợp khá là đơn giản rồi. Tuy nhiên ở đây thì Thu sẽ đề cập đến những cái trường hợp mà dù cho mọi người đã tẩy da chết thường xuyên này hoặc là dùng kem dưỡng ẩm thường xuyên mà nó vẫn không hết thì chúng ta bắt buộc phải làm thế nào. Thì trên thị trường ấy, ngoài cái việc mà có muối tắm tẩy da chết này hay là tất cả những loại muối tắm mà mọi người có thể tìm hiểu thì Thu đã sau khi mà đã thử rất là nhiều những cách đấy rồi và thậm chí là cả cái đồ handmade tự làm ở nhà. Cái đồ handmade làm ở nhà thì rất đơn giản thôi, chỉ đơn giản là một thìa đường và chắc chắn là cái đường đỏ, đường hoa mai ấy. Thì cái hạt của hạt đường này thì nó to hơn thì chính vì thế cái độ ma sát của nó sẽ tốt hơn so với cái đường kính, cái đường tinh màu trắng. Thế nên là mà Thu thì vẫn khuyên mọi người là sẽ dùng cái đường đỏ nếu mà mọi người thích những cái đồ mà mọi người tự làm ở nhà. Còn về riêng phần tẩy da chết thì mình vẫn thích dùng cái loại hóa mỹ phẩm hơn vì những sản phẩm này đã được sản xuất này và có thêm rất nhiều những hoạt chất tốt. Chính vì thế mà nó về cá nhân quan điểm của Thu thì nó tốt hơn rất là nhiều so với chúng ta tự làm ở nhà. Vì cái nguyên liệu làm ở nhà thì cũng khá đơn giản thôi, chỉ có đường và mật ong, vừa có thể tẩy da chết body này và vừa có thể tẩy da chết ở phần môi nữa. Và nếu mà mọi người cảm thấy là thích đồ handmade hơn thì mọi người có thể sử dụng cách này. Nhưng trong video ngày hôm nay thì Thu sẽ nói nhiều hơn về những cái loại hóa mỹ phẩm.
Và bên cạnh những cái loại tẩy da chết ở trên thị trường cũng như là tẩy da chết handmade tại nhà, thì chúng ta sẽ có loại tẩy da chết mà mọi người nghe rất là nhiều đến AHA hoặc là BHA. Tuy nhiên thì có lẽ là trên mặt thì mọi người sẽ thấy nhiều hơn, nghe thấy nhiều hơn cũng như là sẽ được trải nghiệm nhiều hơn so với phần dành cho cơ thể, đúng không? Nhưng mà nhà Paula Choice thì đã sáng chế ra với sản phẩm là AHA và BHA dành cho body. Và đây cũng là một dạng BHA và AHA tôi thấy rất là ưng, bởi vì là cái dạng của hai loại BHA AHA này thì nó lại là dạng cream, tức là nó có thể thấm lên da rất là nhanh mà dùng thì cũng khá là tiết kiệm. Với mỗi một tip thì nó sẽ là 210ml, và khi mà mọi người kết hợp, đặc biệt là với những ai mà thậm chí là bị viêm năng lông do cơ địa ấy, thì chỉ dùng một cặp thôi thì mọi người đã thấy cũng khá là cải thiện rồi. Tuy nhiên thì có những trường hợp mà Thu đã gặp thì lại không thấy cải thiện mấy. Thì khi hỏi ra thì các bạn ý cũng có chia sẻ, tức là về phần cải thiện ý, thì không phải là không cải thiện một chút nào cả, cũng có cải thiện nhưng mà khá là chậm. Thì lời khuyên của mình đưa ra đấy chính là mọi người hãy tăng cái số lần sử dụng BHA body lên. Thì cái lọ màu tím này mọi người có thể thấy đây, nó cũng khá là dễ sử dụng. Mọi người sẽ sử dụng là từ 2 này cho đến thậm chí là 3 lần một ngày. Thì khi mà tần suất của mọi người tăng lên ấy, cũng giống như là việc khi mà mọi người hiểu cái làn da của mình đang cần gì, thì sẽ thấy là cái tốc độ cải thiện nó khá là nhanh. Và khi mà có những cái trường hợp ấy mà tôi đã gặp là viêm da cũng phải đến 10, 12, 15 năm, tức là cũng khá là lâu rồi. Tức là ví dụ năm nay mà 30 tuổi thì tức là bạn ấy đã bị cách đây là năm mười mấy tuổi, 15 tuổi, tức là cái độ tuổi dậy thì cái hormone rất phát triển, nội tiết rất phát triển. Và nếu lúc đấy mà chúng ta không có cái chế độ chăm sóc da hợp lý ấy, thì cái việc sừng hóa của năng lông nó diễn ra rất là nhanh chóng. Và từ đấy thì tại sao mà đến năm 20-30 tuổi thì bạn thấy là da mình lại ngày càng bị dày sừng lên. Thì thay vì chúng ta dùng những cái loại muối tắm đối với những làn da nhạy cảm ấy, thì chúng ta có thể gác lại loại muối đấy sang bên cạnh. Vì có rất là nhiều những chị em lại sợ bị xước da ấy, nên là chúng ta sẽ sử dụng cái loại tẩy da chết hóa học, tức là nó sẽ giúp làm thấm sâu ở trong lỗ chân lông và xử lý tất cả những cái bụi bẩn, những cái rác rưởi ở trong bề mặt da của chúng ta, và sẽ đẩy lên trên bề mặt. Và khi mà chúng ta sử dụng đến một thời điểm nào đấy và thấy trung bình là sẽ từ 3 cho đến 6 tháng ấy, thì mọi người sẽ thấy là làn da của mọi người đã gần như là hết sạch cái dấu hiệu rất là đáng ghét của viêm lỗ chân lông rồi. Thì tại cái thời điểm đó chúng ta bắt đầu phải dọn dẹp tất cả những cái rác rưởi ở trên bề mặt da đã được đẩy lên rồi bằng AHA. Và đây chính là hai cơ chế hoạt động hoàn toàn khác nhau của hai cái sản phẩm này. Có những trường hợp ấy thì chúng ta có thể kết hợp BHA và AHA một lần một ngày, tức là có thể là sáng dùng BHA, tối dùng AHA hoặc là ngược lại. Tuy nhiên thì có những trường hợp nặng hơn ấy, thì chúng ta sẽ phải xử lý bằng BHA nhiều hơn một chút. Tương tự thì với những cái sản phẩm AHA dành cho body thì hiện tại ngoài nhà Paula Choice thì Thu vẫn chưa thử cái sản phẩm nào khác. Và nếu mà các bạn có một cái sản phẩm nào hay thì có thể là gửi cho Thu để Thu mua về dùng thử xem sao. Thì mọi người cứ comment ở cái phần link của video ở dưới đây nhé. Và để nói đến AHA thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ giải quyết rất là tốt về những cái vấn đề da sần sùi này, đặc biệt là với những ai mà hay bị tì tay khi tập thể dục ở cái phần cùi chỏ này này, thì nó sẽ rất là thích hợp cho những ai mà bị sần sùi này, bị thâm, có thể là thâm mông này, thâm lách này. Mọi người cũng có thể sử dụng hai cái sản phẩm này. Thì để nói về hai cái sản phẩm body AHA BHA của Paula Choice thì Thu thấy mọi người review khá là nhiều. Tuy nhiên thì Thu làm clip này bởi vì là có một bạn sau khi mà dùng cặp đôi này tầm 1 tháng ấy, thì lại thấy cải thiện rất là ít. Chính vì thế mà sau khi phát hiện ra nguyên nhân của bạn ấy là bị viêm lỗ chân lông, viêm năng lông nhiều hơn so với việc bạn ấy bị thâm, bị sần sùi, thì Thu đã bảo bạn ấy tăng cái tốc độ cũng như là tần suất sử dụng BHA lên, thì bạn ấy thấy cải thiện nhanh hơn rất là nhiều. Và có những cái trường hợp ấy mà khi mà bạn sử dụng đến 3 đến 6 tháng rồi nhưng mà bạn vẫn muốn là cái tốc độ nó tiến triển tốt hơn ấy, thì có lẽ lúc này là bạn nên thử tìm hiểu cái phương pháp để điều trị. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng peel với nồng độ là từ 20 cho đến 30%, tức là nó đã sau 2-3 ngày là da bạn đã đỏ ửng và bong ra rất là nhiều những lớp sừng. Và sau đấy thì chắc chắn là sẽ phải có những cái sản phẩm chuyên dụng. Và với những sản phẩm mà ở Spa Clinic ấy, thì nó sẽ đi theo bộ với nhau. Và khi mà mọi người cần peel, dù là peel trên mặt hay là peel body, để giải quyết những cái vấn đề mà mọi người gặp phải ấy, thì nó rất là cần những kỹ năng chuyên môn ấy, cũng như là ghép bộ sản phẩm sao cho hợp lý.
thì chắc chắn là khi mà chúng ta pill với nồng độ như thế thì da sẽ cải thiện rất là nhanh. Tuy nhiên để phục hồi da như thế nào này, và sau đó có chế độ gì để mụn không bị tái lại này, thì mỗi người thì sẽ có một cái cách để điều trị riêng. Tuy nhiên thì hôm nay tôi sẽ đưa ra một cái cách đơn giản nhất, đấy chính là đầu tiên, trước khi các bạn nghĩ đến điều trị thì chúng ta hãy sử dụng thử cái bộ AHA và BHA Body đi. Và link sản phẩm của Thu sẽ để dưới này. Thực ra cái sản phẩm này thì Thu thấy là nó cũng khá là dễ dàng để mua, chỉ có điều là với tùy từng trạng da thì mỗi một người sẽ đưa cho các bạn một cái sự kê toa cũng như là cái tần suất sử dụng hợp lý. Nhưng mà mình vẫn khuyến khích là mọi người hãy thử sử dụng tất cả những cái phương án nào từ dễ lên khó này, có thể là từ handmade. Xong sau đấy là nếu mà handmade không ăn thua thì chúng ta sẽ xử lý đến cái phần là mua những loại muối tắm ở ngoài thị trường. Và nếu mà muối tắm vẫn không thể giải quyết được thì chúng ta sẽ dùng tiếp đến AHA và BHA Body. Còn nếu mà mọi người được kết hợp cả hai thì quá tốt. Nhưng mà nếu mà kết hợp giữa tẩy da chết vật lý và tẩy da chết hóa học ấy thì chúng ta cũng cần cân nhắc để tránh cho da của chúng ta bị tổn thương quá, dù là da body nhé. Và trên đây chính là những cái kinh nghiệm của Thu trong cái việc là chúng ta sẽ xử lý viêm năng lông như thế nào. Tất nhiên thì sẽ có còn rất là nhiều cái phương pháp mà liên quan đến kỹ thuật cao, ví dụ như là sử dụng laser hay là sử dụng các máy cao tần. Tuy nhiên thì nếu mà mọi người thử được những cách đơn giản ấy thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều khi mà chúng ta kiểu tìm đến một cái phương pháp mà nâng cao hơn, đúng không? Còn sẽ có những cái trường hợp mà chúng ta bắt buộc phải can thiệp bằng ánh sáng, bằng laser. Thế nhưng mà nếu mà những trường hợp đấy các bạn đã thử rồi và vẫn chưa thấy hiệu quả ở những cách đơn giản thì mọi người có thể comment ở dưới này hoặc là inbox vào page Today với Phạm Hà Thu để Thu có thể giải đáp cho mọi người một cách chi tiết nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, và nếu mà mọi người thấy video có ích thì hãy cho Thu một like vào video và đừng quên đăng ký của kênh của Thu và biểu tượng chuông bên cạnh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.